Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft công viên khủng long. Và có một cái tin vui ở cái chỗ nuôi Dodo là Dodo đã bắt đầu kiểu đẻ trứng rồi. Thế nhưng mà những cái trứng mà Dodo đẻ ra thì nó không có tự nở thành Dodo con được. Nó giống như là gà vậy, giống như trứng gà vậy đó. Mình phải nhặt trứng nè. Và xem công thức thì mình còn có thể chế biến trứng của Dodo thành trứng chiên nữa cơ. Ây da, thôi không ăn đâu, mình chắc mình sẽ thả ra đây đi. Ủa, what, mình thả ra thất bại rồi. Trời, biết gì hồi nãy đem đi chiên thì ngon rồi, đỡ đói được lúc. Xong luôn. Bên đây thì Kalenken cũng trưởng thành rồi nè. Xin Kalenken cũng Titanis cũng đẻ trứng rồi. Ui, nghi lắm nha. Vậy là trứng của Titanis cũng vậy luôn. Thôi được, sắp tới kiểu mình gom được nhiều trứng hơn thì mình sẽ có một bữa tiệc toàn là trứng của mấy loài thời tiền sử. Còn ở trong cái chỗ nuôi côn trùng bọ sát của mình á, thì những cái nhóc bọ kẹp đã lớn rồi. Và bây giờ đã đổi sang cái màu cam cam nha. Trông cũng khá là đẹp đây nha. Wow. Và mấy loài này thì sống khá là hòa thuận với nhau nên mình cũng đỡ lo được một phần. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu công việc trong ngày hôm nay. Đấy chính là có một cái chuyến đi mai để kiếm thật là nhiều những cái Scarab Gem mang về. Tuy nhiên trước khi đi thì mình cần phải sửa cây cúp kim cương của mình lại cái đó. Nó đã hư khá là nhiều rồi. Bữa giờ xài nó quá trời quá đất mà. Rồi luôn, không sửa nổi luôn. Cái cúp mình quá trời hư rồi, chắc phải tìm sách sửa chữa để ghép vô mới được. Căng như dây đờn rồi. À, mà mình còn một ít cái da của sói nè. Bữa giờ mình quên cái việc chế tạo thành cái áo choàng nữa. Đây, hôm nay thì mình đã nhớ rồi nên là mình sẽ chế tạo liền thành cái áo choàng. Đó, cái áo choàng da sói này mình có thể đeo vào luôn á nha. Đeo vô. Có cơ. Đẹp thiệt, có cái đuôi ở sau luôn. Hết sảy thiệt chứ. Nó cũng cộng cho mình thêm giáp nữa. Khá là ok luôn. Mà nhắc tới giáp thì mình cũng sẽ sửa lại cái áo giáp luôn đi. Không biết nó có cho sửa nữa hay không đây. Tại vì bữa giờ mình sửa cái giáp mình cũng nhiều lắm rồi. À may quá, giáp thì nó vẫn còn cho sửa nè. Vậy thì tốt. Ồ, nhưng mà cái ổn thì hết cho sửa rồi. Ổn đắt quá. Vậy là vấn đề mà sắp tới mình cần giải quyết đó chính là tìm sách sửa chữa để ghép vào áo giáp thôi. Chứ với cái đà bị quái vật tấn công như vậy thì chắc sắp tới những cái áo giáp của mình sẽ hư không còn bất kỳ cái nào đấy. Trước khi đi thì mình cũng ghé qua cái khu vườn khủng long này. Nói chung thì nơi ở mới này mình thấy khủng long khá là yêu thích luôn ấy. Kiểu đi lại các thứ ăn uống rất là bình thường luôn, không có nhóc nào bỏ ăn. Với cả là trong này còn có mấy cái nhà khảo cổ học như là thanh niên Ben hôm qua cho mình ở nhờ nè. Rồi trong đây còn thỉnh thoảng xuất hiện mấy cái loại chim các thứ đâu nữa. Mình thấy môi trường này khá là ok đấy. Nhưng mà còn hơi thiếu mấy cái chỗ kiểu như là sân chơi cho khủng long. Nên là một tí về thì mình sẽ làm những cái sân chơi cho khủng long sau. Bữa giờ mình có gặp mấy ngôi làng nhưng mà ít khi mình ghé lắm. Bữa nay thì chắc sẽ là ngoại lệ đấy. Mình sẽ ghé làng để mình coi có thú thư trong làng không. Để mình tìm một người bán sách sửa chữa cái đó. Ồ, mấy người này toàn bán cá đồ các thứ không à. Thủ thư đâu ta? Được nói cái làng này không có thủ thư nha. Ồ, quỳ quách. Làng này có... làng này có nhà khảo cổ học. Hai nhà khảo cổ học luôn nè. Đi lên lầu coi thử coi. Ý, còn có máy phân tích các thứ. Và rất là nhiều những cái ta phát siêu luôn. Đã gì ta, vô tình lượm được một mớ đồ nè. Thích ghê. Coi còn nhà khảo cổ học nào khác không. Có vẻ là hết rồi. Thế nhưng mà cũng không có bất kỳ một người thủ thư nào luôn. Có vẻ mình khá là nhỏ rồi. Chắc sắp tới phải đi tìm những cái dungeon để khám phá mới được. Tuy có hơi mạo hiểm một xíu nhưng mà chắc sẽ dễ tìm được cái quyển sách sửa chữa đó hơn. Rồi, và mình đang ghé một cái ngọn núi gần làng nè. Và nó có rất là nhiều hóa thạch luôn. Để mình đào coi. Nãy giờ vẫn chưa có cái cục Scarab Gem nào cho mình hết. Bữa nay hy vọng là hên đi, chứ đừng có xui như hôm bữa. Khủng long bạo chúa đang ở nhà đợi tin tốt từ mình đấy.
Mình đào được cái cặp gạc của loài này có cực đẹp nè. Cái này mình phân tích coi tỷ lệ cao không? À, cái này vẫn cho mình 5% tỷ lệ ra được cái DNA của loài này đó thôi. Trời, cứ tưởng cái gạc sẽ cho nhiều tỷ lệ hơn chứ. Nó cũng vậy à. Đào ở trên mặt đất chán chê rồi. Bây giờ mình xuống dưới lòng đất mình đào tiếp này. Và mình đang lạc vào một cái khu mỏ. Trong đây thì lâu lâu nó cũng cho mình những cái chỗ hóa thạch khá là bự này. Mà có vẻ mình cũng không được hên cho lắm. Mình đào quá trời quá đất luôn, nhưng mà chưa có được bất kỳ một cái Scarab Gem nào đầu tiên trong ngày hết. Chắc mình phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được. Ồ, có sắt nữa. Ok, đào thêm tí sắt luôn. Ồ, quay quá. Mình tới cái loại đất gì mà lạ lắm này. Wow, đất này nó màu xanh rất là bắt mắt luôn. Wow. Và nó còn cho vài cây nấm nè. Cái này chắc mình sẽ lấy cây nấm này về, có gì trang trí cũng ok. Kiểu nó lạ lạ. Ồ, nó còn có công trình ở kế bên hay sao này? Đúng không? Ồ, chính xác là như vậy. Hợp lý luôn, có dungeon thì mình sẽ vô khám phá. Kiếm thêm chút đỉnh nào. Dạ. Đi ra chỗ khác. Rồi, nó cho mình cái que gì cơ. À, cái que đánh bật lùi. Một trái tim. Giáp sói đâu nữa. Ok, ồ, có cái Corrupt Food này hay nè. Corrupt Food một xíu mình ăn, mình khám phá xung quanh đây coi nó có cái gì, cái công trình hay cái gì tiếp theo để mình có thể tiếp tục đi tới hay không. Cũng hay á. Đây, mình sẽ dùng thử liền luôn. Công trình này còn không? Ồ, bên đây nó còn nè. Còn gần đây thì sao? Dạ, lắc máy. Ồ, gần đây còn có chiến binh giáp sắt nữa. Ôi, mình thấy chỗ chiến binh giáp sắt tít tít xa xa đằng kia kìa. Được quá ta. Để mình khám phá xong công trình này mình qua bên đó thử. Đọ sức với chiến binh giáp sắt, lấy cái nón luôn. Ồ, cái này còn cho mình bong bóng nhảy cao được nữa nè. Trái tim. Đâu, ăn trái tim thử coi. Ồ, không có gì hết. Trong cái lúc đi xuyên tường á thì mình thấy cái chỗ chiến binh giáp sắt còn cạnh một cái công trình gì đó mà nó có vài cây nấm. Bây giờ thì mình chỉ cần tìm được cây nấm thôi là có thể tìm được cái chỗ chiến binh giáp sắt luôn. Một ý kiến hay á. Ồ, tới luôn hả gì cơ? Đằng đây nó có đá củi cơ. Ồ, sớm vậy sao? À đâu, không phải. Đây là chỗ của mấy con ma thôi. A few moments later. Đây rồi, tới chỗ của mấy cây nấm rồi nè. Mình còn nghe tiếng phù thủy nữa ta. Ồ, căng rồi. Phù thủy đâu? Ui, còn có nhâm bay béo phì nữa kìa. Hình như bọn phù thủy núp trong cái căn nhà này. FBI. Dám chơi đồ hả? À, đây là phù thủy Bublin, The Goblin. Phù thủy chơi đồ. Tịch thu luôn. Nghĩ sao, núp núp trong đây. Rồi chơi đồ hả? Hư hỏng quá luôn. Wait a minute. Mình sẽ đi xuống dưới để tiếp tục khám phá chỗ này coi. À, nó có ngọc lục bảo ở dưới nè. Ừ, mình đánh mấy quyển sách nó rơi ra cho mình mấy cuốn sách này. Coi coi. À, không có sửa chữa. Phải nó rơi ra sách sửa chữa thì tuyệt vời luôn á. Ồ, còn có cây cúp kim cương nữa. Quýnh á. Để cho nó rơi ra cây cúp kim cương cho mình. Để xem. Ủa, sao nó trâu ấy. Rồi, lượm được nó ra nè. Wow, có được cây cúp kim cương free liền. Ồ, what? Tới luôn hả? Ôi, tính ra cái chỗ chứng minh giám sát ở ngay nhà của bà phù thủy luôn nè. Ôi, chứng minh giám sát thức tỉnh rồi. Ow. Ê, mạnh nhây. Từ nha. Né. Ui, mạnh lắm. Trời, quýnh mình mới có 3 cái mà muốn xiển niễn rồi. Cái ổn mình sắp hơn, mình phải đổi ổn thôi. Wow, chiến binh mạnh lắm. Mình phải đánh ngay cái điểm yếu thì may ra mới gây được sát thương cho chiến binh giáp sắt. Ui, cú trẻ chí mạng. Wow,
Đấy, kiểu như thân thể này bất hoại với những đòn đánh tầm xa luôn nha. Bây giờ làm sao để đi, ây da, đi ra sau lưng để đánh chiến binh giáo sát này. Em sẽ đi đường vào. Rồi. Mình không có cái khiên, phải có cái khiên thì đỡ được một phần sát thương thì chắc cũng ok đấy. Rồi chặt đi. Ui dậm, văn đất lên. Mình phải canh đúng lúc mới được. Đây, đây là thời điểm. Chặt ra sau lưng. Đó. Đang tức giận rồi kìa. Đúng rồi. Tiếp tục vũ. Hay lắm. Chặt sau lưng một cái nữa. Né đòn. Rồi mình có kinh nghiệm rồi, mình có kinh nghiệm rồi. Úi giời, xí hộp. Lại hộp nữa nè. Ôi. Wow. Đòn mới. Cẩn thận, cái đòn này quýnh ba cái đó. Trời. Ghê thiệt. Rồi, tàn đời rồi. Cú chặt chứ mạng. Vậy kiếm mình mạnh quá, mình chặt ba hit là đánh bại được chiến binh giáp sát rồi. Và mình đã sở hữu liền một cái vũ khí mới, cũng như là một cái nón từ chiến binh giáp sát luôn. Cái nón này thì nó sẽ không bao giờ bị hư ấy, khá là xịn luôn. Mình có thể mang vào. Tuy nó không cộng nhiều giáp nhưng mà nó sẽ rất là ngầu ấy. Đây, cho các bạn ngắm nha. Đó. Nhìn chiến thiệt sự luôn á. Kết hợp thêm cây rìu khổng lồ này nữa. Wow. Mình cũng sở hữu được một phần sức mạnh của chiến binh giáp sắt rồi. À quên, cái nón này ít cũng đồng hành mình một thời gian mà ta. Thôi mình lượm, mình bỏ về, bỏ túi mang về đi. Bỏ luôn thì hơi ổn. Đi về chỗ khác, con Ripper này nó dám cản đường mình, mình sẽ xử nó. Này thì chẳng cản đường. Không lẽ mình nhỏ tới vậy sao ta? Mình đã đi đào hóa thạch rất là nhiều luôn. Thế nhưng mà thành quả mình nhận được thì không hề có. Dù chỉ một cái Scarab Gem. Bất công vậy. Mình nỗ lực nhiều lắm rồi. Ôi, thứ mình cần là Scarab Gem chứ không phải là mấy cái nón. Cảm ơn. Ủa? What? Đây rồi. Trời, nãy giờ dùng cái cúp chiên đào Scarab Gem thì không ra. Lấy cái cúp đào sắt của mình thì lại đào ra cái Scarab Gem này. Không hiểu luôn. Nhưng mà có được Scarab Gem thì mình thấy khá là vui rồi. Nhưng mà một cái thì chưa đủ. Chỉ tiêu bữa nay là hai cái thì mới đủ để thuần phục hai khủng long bảo chúa lận. Căng người ta. Nhưng mà khởi đầu bằng một cái là cũng ok rồi. Cố gắng phát huy mới được. Thử cái nữa coi. Úi. Oh. Cái cúp. Cái cúp 500 mình đào. Hên vậy. Đào cái nữa coi có ra Scarab Gem không? Nope. À hết rồi. Ui, nó liên tục lập công luôn á. Wow. Thử cái nữa. Nope. À hết rồi nè. Ủa kỳ ta. Sao nãy hên vậy? Ôi nhưng mà mình đạt được mục tiêu rồi. Đạt được chỉ tiêu rồi. Nhưng mà đang lúc hên thì mình nghĩ là mình nên tiếp tục đi săn thêm Scarab Gem để dành đi. Nhỡ sau này mình không hên nữa thì sao? Đúng. What? Ở đây có một cái rương của cướp biển. Và nó được khóa bằng ba cái ổ khóa khác nhau này. Một bên là ổ khóa màu đỏ và hai bên kia là hai ổ khóa màu xanh. Rồi mình lại chỗ tài nữa rồi. Lấy đồ nghề ra một cái đã. Rồi luôn. Bỏ nghề luôn. Cày tới giờ. Giờ sao ta? Thôi được rồi. Mình sẽ xách cái rương này. Mình mang về nhà. Rồi sau đó chế tạo mấy cái đồ bẻ khóa, mình bẻ nó ra mới được. Nhưng mà trên đường về thì mình gặp quá hạch thì mình vẫn phải đặt cái rương xuống rồi đào tiếp thôi. Tại vì mình muốn kiếm thêm Scarab Gem mà. Chứ gặp hóa thạch mà không đào thì ổn lắm. Cái con này đi chỗ khác. Này thì cà khịa. Cái rương mình đặt trước ở nhà ngoài cửa đi, để mình vô nhà mình làm vài cái bích lóc.
Chiến này mà không mở nữa được nữa thì chịu luôn á. Vô, bắt tay luôn nè. Cái đầu tiên gãy rồi, không sao, mình có nhiều mà. Sợ gì, kiểu gì cũng sẽ mở được một cái thôi. Không mở được cái này thì mở thử cái bên đây đi. Cũng không được luôn, what the heck. Ồ, cái ổ khóa này cứng quá. Ồ, cái ổ khóa màu xanh này quá là cứng luôn. Vậy là cách bẻ khóa không thành công rồi. Mình phải tìm Ruby với cả là Sapphire để mình chế tạo cái chìa khóa mới được. Ruby mình có không ta? Ruby mình không có, nhưng mà mình có Sapphire này. Giờ chỉ cần bẻ khóa được cái bằng Ruby thôi là ok này. Rồi luôn. Mình thất bại rồi, mình thất bại trong việc bẻ khóa cái rương cướp biển này rồi. Su vậy nha. Thôi tạm thời bỏ qua cái chuyện xui xẻo đó đi. Bây giờ mình sẽ làm một chuyện nó sẽ tuyệt vời hơn nè. Đó chính là mình đi thuần phục khủng long bạo chúa thôi. Liệu rằng mình có thể kiểu như thuần phục thành công hai nhóc khủng long bạo chúa này hay không? Hơi bị hồi hộp luôn á nha. Chuẩn bị bắt đầu trận chiến luôn thôi. Vô. Ui. Wow. À. Ôi, tôi xong rồi. Mạnh quá. Oh no. Khủng long bạo chúa có thể nói là dồn sát thương rất là dữ luôn. Hai con tấn công mình cùng lúc và cái kết là mình không thể chạy luôn ấy. Tại đây mình sẽ dùng chiến thuật là cấu rỉa từng con trước. Tránh trường hợp hai con nó tấn công mình một lượt. Ý nữa. À. Bây giờ mình sẽ thử dùng cái bẫy. Không biết cái bẫy này có kiểu như áp dụng được với khủng long bạo chúa hay không. Đây, mình sẽ làm một cái lỗ đủ để mình chui xuống dưới mình núp thôi. Rồi sau đó mình sẽ chọc giận khủng long bạo chúa. Ây da. Ui, khủng long bạo chúa thông minh quá à, dồn mình vô tường không à. Kìa các bạn có cơ. Đúng kiểu thú săn mồi luôn á. Ý. Mình không có dùng cung được, tại vì cung thì mình sẽ không kiểm soát được cái lượng sát thương mà mình gây ra ấy. Ok, để mình bắn từ từ cũng được. May quá. À, có cách. Mình chỉ cần dụ lại cái cổng thôi là được. Ok. Ngất xỉu chưa? Rồi, khủng long ngất xỉu rồi nè. Một nhóc khủng long bộ chúa đã xỉu. Qua đây, qua góc. Tới thí sinh tiếp theo nào. Thí sinh này, thí sinh này nóng tính vậy. Ouch. Bye bye. Hết cách rồi, mình chạy về nhà trước rồi đó. Nguy hiểm thiệt chứ. May mà mình chuồn kịp. Đây, mình sẽ nhử lại. Để coi khủng long có thấy mình chưa. Mình phải giữ khoảng cách mới được, tại vì khủng long chạy nhanh lắm. Ý. Cúc cu. Ui gì đây. Hiền vậy. Rồi, có vẻ lần này mình phải giáp lá cà thôi. Một cái nữa. Ồ mày thế. Tí nữa là thành bữa trưa cho khủng long rồi. Bây giờ thì hai khủng long bạo chúa đều đã ngất xỉu hết. Thành thử ra là mình có thể dễ dàng gắn cái Scarab Gem lên người. Và khủng long bạo chúa đã tỉnh dậy rồi. Tình trạng sức khỏe thì vẫn rất là tốt này. Vui vẻ các thứ nha. Còn đang đi theo mình nữa kìa. Quấn chủ thế nha. Rồi bây giờ chơi với con đi. Và mình cũng có thể ra lệnh cho khủng long bạo chúa bằng cái cây gậy đầu lâu này. Hiện tại thì mình sẽ cho ở chế độ tự do di chuyển đi. Muốn đi đâu thì đi. Thôi đừng có đi theo mình nữa. Đi chơi đi. Trời ơi. Đi chơi đi. Rồi đó. Thành quả sau một buổi vất vả đi tìm Scarab Gem cũng đã được đền đáp rồi. À, chắc mình sẽ thử cưỡi khủng long bạo chúa một lúc coi. Wow, mình cưỡi được đó nha. Quá là ngầu luôn. Uầy. Để mình đi ra ngoài luôn coi được không. Không được, cái cổng mình làm nhỏ quá. Chắc mình phải mở rộng cái cổng mình ra thì mình mới có thể dẫn khủng long bạo chúa ra ngoài một cách dễ dàng được. Ui. What? Cái gì?
Wow, khủng long bạo chúa có khả năng nhảy siêu cao. Uầy, đỉnh thiệt, khủng long vua có khác. Uầy, coi này, mình nhảy tít lên đây luôn này. Tuyệt vời, đã quá à. Đây là điều mà mấy loài khủng long khác không làm được. Yay, mình nhảy siêu cao luôn. Tao mình sẽ thử nhảy từ cái lồng kính nuôi côn trùng qua tới cái chỗ của khủng long bạo chúa xem. Hi, tới luôn này. Quá là đẳng cấp luôn. Ok, anh sẽ tưởng cho cưng nha, cho con của cưng ăn luôn nè. Rồi, thôi. Vậy thôi. Nào rảnh anh cưỡi đi quẩy tiếp. Quá thích quá à. Bữa nay mình được cưỡi cả khủng long bạo chúa đã ra luôn. Ồ, mà tí nữa thì mình quên mất là trong cái lồng kính này mình có nuôi loài nai nhưng mà không có gạt này. Ồ, bữa giờ mình khá ít khi qua thăm ẻm luôn á. Thế nên là chắc bữa nay mình sẽ dành một chút thời gian cho nhóc nai này đi. Nhưng mà trước mắt để mình dọn mấy con zombie này các thứ cái đó. Nhưng mà có vẻ đang buồn hay sao á, lại một góc này chơi rồi. Qua đây ăn đi cưng. Trời ơi đói chưa kìa. Thôi chắc ẻm bị cô đơn á. Để mình vô trong mình coi có cái DNA nào của loài nai đó không, để mình hồi sinh lại mới được. Dù sao mấy cái chỗ khác thì mấy loài kia đều có đôi có cặp rồi, ẻm có một mình thì chắc tuổi thân là đúng. Ô, nhưng mà khoan. Cái gì? Coi là canh bữa nay bự như vậy rồi á. Hôm qua thấy có chút ác à, mà bữa nay bự. Tao đụng rồi. Wow. Cái này mà đem đi ha, hấp cuốn bánh tráng là bá cháy luôn á. Nhìn Una hú nút cơ. Ê rồi. Công việc đầu tiên là mình sẽ xuống cái phòng nghiên cứu của mình. Mình lấy cái cặp gạt của loài nai đó, mình cho vào đây để phân tích trước. Nhân phẩm của mình hãy dồn nốt vào cái cặp gạt này đi. Hãy chuyển hóa nó thành cái DNA đi. Được hay không? Nope. Ồ, nhưng mà không sao, mình còn cái xương chân của ẻm nè. Rồi xương tai, cũng như là một cái xương sườn. Còn ba khúc xương lận. Hồi nãy một cái thì có vẻ hơi khó, nhưng mà bây giờ ba cái nè. Để xem. Nope. Ui, cái đầu tiên thất bại rồi. Được đi mà. Đi anh ấy. Nope. Oh. Vẫn còn cơ hội cuối nè. Và nope. Oh. Mình thất bại rồi. Nhưng mà mình còn 5 cái hóa thạch màu nâu. Mình sẽ không từ bỏ. Mình sẽ tiếp tục phân tích thêm vài cái hóa thạch màu nâu này. Tại vì nó cũng sẽ có tỷ lệ rơi ra cái DNA của cái giống nai đó. Mình tin là như vậy. Rồi luôn. Sukana luôn. Hết hy vọng rồi. Trời đất ơi. Thôi thì chấp nhận sự thật phũ phàng này thôi chứ biết sao giờ. Bây giờ thì mình sẽ mang toàn bộ số xương khủng long mà mình đào được trong cái chuyến khảo cổ này, đưa vô cái hệ thống phân tích của mình, để xem coi bữa nay mình có thêm được những cái DNA của những cái loại mới hay không đây. Mà bữa giờ thì hình như mình chỉ mới hồi sinh có một cái loài voi thời tiền sử thôi à. Đó chính là cái loài Platybelodon này nè. Nhưng mà mình quên mất là mình còn có DNA của voi mammoth mà ta. Hay là bữa nay mình sẽ hồi sinh thêm một cái loài voi thời tiền sử nữa. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Mình sẽ tìm DNA của ẻm trước. Đây, mình có đúng một cái DNA thôi. Và trong cái số xương hồi nãy mình đào, hình như là cũng có một cái mẫu hóa thạch của voi mammoth thì phải. Nếu mình nhớ không nhầm. Đâu ta? Nè. Một cái đầu lâu của voi mammoth. Cho phân tích luôn. Biết đâu bất ngờ. Nhỡ lại có thêm một cái DNA của voi mammoth thì mình sẽ cho ẻm có đôi có cặp trong ngày hôm nay. Ê, ra thiệt. Trời, sao hồi nãy cái giống nai mình không hên như vậy đi. Trời ơi. Nhưng mà thôi, với voi mammoth mình hên như vậy thì cũng ok. Giờ thì cho Biogu vào và đợi cho voi mammoth kiểu như tạo ra cái phôi thai thôi. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ
kiểu như đi cưỡi khủng long bạo chúa thêm một lần nữa mới được. Kiểu cảm giác cưỡi khủng long bạo chúa thích lắm luôn ấy. Đây, let's go. Hi. Ủa? Oh, hình như hồi nãy là bất game hay sao á. Hết nhảy cao rồi. À, bây giờ nhảy thấp ịn rồi. Ủa vậy là nãy chỉ là một cái bất game thôi hả? Quýt. Nhưng mà ví dụ nha, mình cho khủng long bạo chúa gặp mấy cái loài kiểu như trong chuỗi thức ăn của ẻm thì ẻm có đi ăn không? Ừ, mà không được, vậy nguy hiểm đó ta. Mình sẽ thử dưới bò trước đi. Mình sẽ thả ẻm vô chuồng bò. Coi ẻm có ăn bò của mình không? Để xem. Ừ, có vẻ mình nuôi á, mình cho ăn đầy đủ thì khủng long bạo chúa sẽ không có đi săn thêm để lót bụng đâu. À, vậy là biết rồi. Chỉ cần cho khủng long ăn đầy đủ là ok. Nhưng mà cũng rủi ro lắm á. Kiểu như mình chỉ cần quên cho ăn một... Ấy á. Nhưng mà như vậy thì cũng khá là rủi ro á. Kiểu như mình chỉ cần quên cho khủng long bạo chúa ăn trong một thời gian ngắn thôi là khủng long bạo chúa sẽ nóng giận rồi đi săn đấy. À, thế nên là tốt nhất thì chắc mình sẽ nuôi khủng long bạo chúa riêng ở một nơi đi. Đây. Còn ở hướng đối diện thì không biết Spinosaurus đã kiểu như lớn tới đâu rồi, cái quá trình sinh con đẻ cái diễn ra như thế nào rồi nhờ. Cũng lâu lắm rồi đấy, vẫn chưa có tin vui từ cặp đôi Spinosaurus bên này. Trời ơi, Spinosaurus làm gì mà... What the heck? Bơi kiểu gì mà bơi vô lòng đất luôn rồi. Ông nhỏi này, bơi kiểu mới hả? Đây, thả vô lại nè. Trời đất quỷ thần ơi, không hiểu luôn. Hai loài này vừa chuẩn bị đẻ đúng không? Hai em quấn quýt nhau rồi kìa. Mình mới thấy cái đốm sáng hiện ra nữa. Có khủng long con chưa? Có chưa ta? Mình chưa thấy trứng nha. Mình cũng chưa bao giờ gặp khủng long Spinosaurus đẻ bao giờ ấy, nên là không biết là đẻ trứng hay là đẻ con nữa. Để coi coi. Ôi, hình như em này chuẩn bị đẻ đúng không? Ngồi xuống rồi nè. À, đứng lên rồi. Đẻ chưa? Ủa, cái này cái hoa mà đâu phải cái trứng đâu. Ồ, chắc là chưa đẻ rồi. Hay là do chỗ này chật chội quá nên không thích hợp cho Spinosaurus sinh sản ta. Đáng cân nhắc nha. Thôi bây giờ mình sẽ về nhà để mình lo cho voi Momus trước đi. Rồi một tí qua đây mình coi coi mình có đủ nguyên vật liệu rồi mình sẽ nâng cấp nơi ở cho Spinosaurus luôn. Để ẻm còn sớm vui vẻ rồi đẻ ra những lứa con đầu tiên nữa chứ. Mình cũng đang chờ tin vui từ hai cái nhóc Spino đó lắm. Dưới này thì phôi thai của voi Momus đã hoàn thành rồi. Wow. Giờ thì tiêm hai cái phôi thai này vào hai chú bò mà mình nuôi trong phòng thí nghiệm thôi. Đấy, quá trình này sẽ diễn ra sớm thôi, nên mình sẽ đứng ở đây chờ đợi luôn nè. Còn ở chỗ phân tích thì sao? Ui, nó tạo ra được đúng nhiều DNA luôn. Mình coi coi có loài nào mới không. Đây, một loài mới nè, hai loài mới nè, ba loài mới luôn. À, chính này phân tích thì mình được thêm ba cái DNA mới. Ngoài ra thì mình cũng có thêm DNA của chú rùa Henodus. Cũng hay. Mình sẽ hồi sinh xin thêm cái DNA của chú rùa này để cho ẻm có đôi có cặp đâu nữa. Còn DNA mới thì mình sẽ cất vô trong này. À, có thêm một cái DNA mới nữa nha. Đó chính là Rastonis. Cái ngoại hình thì nó lại na ná Kelenken nữa này. Ồ, mình nghi lắm nha. Sắp rồi. Bò chuẩn bị hạ sinh ra voi nè. Nghe nó hơi bị cấn nhưng mà đó là sự thật. Đây, ngồi nè. Một nhóc. Thêm một nhóc nữa. Hạ sinh đi. Hạ sinh rồi. Bị mắc kẹt vô vách tường. Ôi trời đất ơi. Đây, hạ sinh rồi. Wow, cảm ơn hai chú bò nhiều nha. Ủa, nhưng mà có sự chênh lệch về kích thước. Như vậy thì đây là voi Mammoth đực. Còn
Bên này là voi ma mút cái. Mình hên vậy mình được một cặp đực và cái luôn. Wow, ở ngoài này có con tắc kè bông này. Phải không? Wow, có con tắc kè bông đỉnh vậy. Nó sẽ biến đổi theo cái block ở dưới chân của nó. Wow. Mình tính thả rong nhưng mà tại nó đỉnh quá nên mình bắt mình bỏ vô cái chỗ nuôi bò sát của mình luôn. Ai biểu nó cản đường mình chi. Rồi, vô đây mà chơi đi nha. Wow, vô tình có thêm một nhóc thú nuôi mới. Rồi bây giờ thì mình sẽ thả hai nhóc voi ma mút vừa hạ sinh ra bên ngoài. Đây, ở đây có voi cho voi ma mút chơi cùng nha. Hơi bị đã luôn. Rồi, mau ăn chóng lớn nha. Hiện tại tâm trạng của những cái nhóc voi ma mút này khá là vui vẻ nên mình sẽ không có dùng thuốc tăng trưởng đâu. Cái thuốc đó tuy nó tăng trưởng đấy nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc của voi lắm. Nên là mình cũng hạn chế. Hôm bữa lấy len về bây giờ mới có dịp dùng nè. Mình sẽ làm một vài trái banh mới cho khủng long chơi. Phần còn lại thì mình sẽ làm những cái cột đóng bóp để cho khủng long tập luyện cơ bắp đâu. Công việc còn lại là chia đều cho tất cả các cái nơi ở của khủng long thôi. Đầu tiên thì chắc mình sẽ cho khủng long bạo chúa một cái tập luyện cơ bắp này. Tại vì đây là loài đi săn mà. Nên là mình phải chăm tập luyện cơ bắp cho mấy nhóc này mới được. Ủa cái gì đây? Ui. Ủa tôi xong rồi cái hố tư thận cũng. Trời ơi cái lỗ có chút xíu gì mà đi cũng lọt nữa hả? Rồi để mình đặt cái chỗ đấm bóp này xuống trước cái đã. Có gì cho khủng long con chơi luôn. Rồi cái khoảng cách này chắc khủng long con chơi được á. Lại chơi đi, chơi đi cưng. Lại chơi đi. Hình như nhóc này còn nhỏ quá, còn thấp quá nên là không chơi được. Nè, lại đây coi phụ huynh làm mẫu nè. Chơi đi cưng. Đó. Chỉ cần dùng đuôi thôi mà cái cột nó lắc lư quá trời cơ. Nè cưng không chơi được cái đó thì cho cưng chơi banh nè. Đá banh đi. Thể dục thể thao nâng cao sức khỏe. Ui nhóc này lười quá à, không có chăm chỉ thể dục thể thao gì hết. Đây, hai nhóc này thì mình sẽ cho chơi đấm bốc. Này, ở đây cũng sẽ có chỗ để chơi nha. Đó, thoải mái mà mổ luôn. Buồn buồn thì cũng có thể đá banh nè. Voi thì mình sẽ ưu tiên cho chơi đá banh đi. Bộ môn này mình nghĩ voi sẽ chơi giỏi á. Trong đây cũng có rất là nhiều banh rồi. Giờ thì chắc còn thiếu mỗi cây cột để dành tập luyện cơ bắp thôi. Úi giời. Coi voi hất cái khúc gỗ kìa. Quá là dữ luôn. Đây, hôm bữa thì cho Nai đá banh rồi. Có vẻ Nai không thích đá banh lắm. Để bây giờ mình sẽ đổi bộ môn coi. Coi Nai có chịu chơi với cái khúc gỗ này không. Mình sẽ đặt tấp xíu. Có vẻ Nai thích chơi với khúc gỗ hơn này. Mới đặt xuống là đã hút vào khúc gỗ rồi. À hút được cái xong rồi đi ngủ. Ok. Thôi chơi đi. Cứ đi theo mình hoài à. Rồi bên đây thì cho thêm một cái nữa. Sao? Đúng rồi tập luyện đi. Ồ nhưng mà hình như mình chưa cưỡi Triceratop bữa nào đúng không? Nên bữa nay mình cưỡi thử coi. Ui em ngủ mình không cưỡi được. Hay là mình chưa thuần phục ta? Ủa mình thuần phục rồi. À vậy là Triceratop mình không thể cưỡi được ha. Cũng hơi tiếc. Còn cái nhóc khủng long đuôi dài này thì sao? Khủng long đuôi dài thì mình cưỡi được nè. Wow. Đã ghê luôn. Thịt của mèo. Ui nhưng mà trong đây có Ripper. Vậy là khúc kia còn thiếu đuốc hả ta? Nguy hiểm vậy. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã có thêm một cái cặp đôi voi ma mút nè. Nhưng mà giờ còn bé xíu ha. Nên mình sẽ gán chăm cho kỹ kỹ xíu cho hai nhóc này mau lớn. Để mình còn có thể đi cưỡi và đi khám phá đồ. Chắc sẽ rất là ngầu đấy. Cưỡi voi mà. Ngoài ra thì bữa nay thì mình chính thức đã thuần phục được khủng long bạo chúa. Đây sẽ là một trong những át chủ bài kế tiếp của mình. Sẽ hỗ trong tương lai hỗ trợ mình rất là nhiều trong cái khả năng tấn công đó nha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong cái hành trình hồi sinh nốt những cái loài khủng long hùng mạnh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
Bye bye.